Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Con trai Thanh Thảo phản ứng bất ngờ khi lần đầu tiên biết sự thật về bố Ngô Kiến Huy của mình. Thanh Thảo khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ đoạn hội thoại ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô với Jackie Minh Trí về bố ruột cậu bé ca sĩ Ngô Kiến Huy. Cách đây vài giờ, Thanh Thảo vừa đăng tải loạt ảnh của Jackie Minh Trí đang chơi đồ vui vẻ. Kèm theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ đoạn trạng thái đầy xúc động khi cậu con trai bất ngờ hỏi cha là ai, Ngô Kiến Huy là ai. Cùng với đó, giọng ca búp bê cũng kể lại tình huống bất ngờ khi cậu bé đã tự tìm Google tên mình và đã trao ra hàng loạt kết quả khiến Jackie Minh Trí hoang mang. Cô viết, cậu tiến lại gần cái máy và tò mò hỏi về bản thân mình. Bác Google trong máy hiện ra toàn bộ bài viết về cậu, trong đó có một dòng chữ, con trai Ngô Kiến Huy. Cậu quay sang hỏi mẹ người ấy là ai. Con thậm chí còn không biết người đó. Tại sao Google lại cho thấy Jackie là con trai của Ngô Kiến Huy? Mẹ đứng hình vài giây rồi hỏi lại cậu, tại sao con lại hỏi như vậy? Câu trả lời con muốn biết ai là bố ruột của con. Sau một hồi lấp liếm, mẹ lảng sang chuyện khác, đổ thừa Google nhiều khi cũng nhầm lẫn chứ con. Chỉ là một đứa trẻ bình thường, sao bác Google lại biết bản thân của con được? Cậu chỉ vào màn hình nói, nhiều hình của con lắm mẹ nè. Mẹ có tí bối rối và câu chuyện khép lại sau khi cả nhà lảng tránh câu trả lời. Hai ngày sau đó, mẹ hẹn cậu đi ăn món cậu thích. Trên đường đi, mẹ nói cho cậu biết sự thật cha của cậu là ai, và giải thích cho cậu hiểu. Khi cha mẹ của cậu đến với nhau, họ là những người trẻ cần phải lo công việc và sự nghiệp, nên họ không có thời gian chăm sóc cậu. Từ khi cậu ra đời đến nay, cha ruột quá bận rộn nên chưa từng một lần gặp mặt, nên cậu không biết là ai cũng đúng thôi. Vì mẹ Thảo lớn hơn cha mẹ cậu đến 10 tuổi lận, nên mẹ Thảo biết cách chăm sóc cậu. Và tại khi cậu mới sinh ra, cậu cute baby lắm, nên mẹ Thảo yêu lắm, phải mang cậu về nuôi và đưa cậu sang Mỹ học luôn. Cậu sống với mẹ Thảo từ nhỏ đến lớn, ở Việt Nam rồi sang Mỹ. Cậu, mẹ sinh năm nào và họ sinh năm nào? Sau khi mẹ nói tuổi ra thì cậu có vẻ gật gù đồng ý với giải thích đó. Mẹ, người ấy là học trò của mẹ. Mẹ đã dạy người ấy hát và bây giờ đã là một ca sĩ rất nổi tiếng và cũng là một doanh nhân. Cậu, có phải vì mẹ nổi tiếng hơn nên đã dạy người ấy hát không? Đúng vậy con. Con có muốn gặp bố của con không? Không, con không muốn phải khóc và nước mắt cậu lưng tròng. Nói thật, tim mẹ cũng tan chảy, mẹ không biết sự lưng tròng ấy là cậu đang suy nghĩ gì. Mẹ đã nói sự thật với con đã biết cha ruột của con là ai. Nhưng mẹ nghĩ tất cả những điều đó không quan trọng. Quan trọng là hiện nay con có mẹ là mẹ của con. Về mặt pháp lý, mẹ là mẹ của con, là người chăm sóc con luôn ở đây vì con. Và chồng mẹ bây giờ là bố của con. Và con có mẹ anh luôn bên cạnh, có bà ngoại rất yêu con. Có chú Tôm, có Kỳ Kỳ, có Justin ai cũng yêu con. Và con có ba em gái, Charlie, Bo, Talia, có cậu Ti, có cô Ngân, có ông Phúc, có ông bà. Con có một gia đình lớn và cậu cười. Cả nhà ai cũng thương con lắm, con chỉ cần biết là cả nhà ai cũng thương và chăm sóc con. Con chỉ cần học thật giỏi và thật ngoan nhé. Con không nghĩ sẽ đi gặp bố ruột của con. Con chỉ yêu gia đình của con. Mẹ ơi, con có thể đi máy bay 777 được không? Con thích được bay đến một nơi nào đó ngay bây giờ. Mẹ nhẹ nhõm như vứt đi được tảng đá đè nặng trong lòng bao lâu nay. Cậu đã chuyển đề tài sang chuyện khác và tự khép lại câu chuyện. Con của mẹ thực sự lớn rồi. Đoạn trạng thái chia sẻ cuộc trò chuyện của Thanh Thảo và con trai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều người cảm động trước phản ứng của cậu bé khi biết sự thật về cha mình.